Hello, xin chào. Clip này là clip phần 2 là đam mê sưu tầm giới thiệu một số mặt hàng. Cái này là toàn bộ là hàng mới chưa qua sử dụng ha. Là toàn bộ là hàng inox. Đó, cái nào mình inox mà mình nói inox nha. Cái nào không phải thì mình nói không phải. Coi như là các anh chị em và các chú các bác coi cái nào vừa mình xài thì mình ủng hộ ha. Mình rất là cảm ơn tất cả các anh chị em và chú bác. Và hôm nay mình xin giới thiệu coi như là đầu tiên mình xin giới thiệu là cái dây cấp nước ha, 40 cm. Đó, dây 40 cm ha, dây inox mà ở dài 40. Cái này vậy mà cấp nước từ cấp nước cho bồn cầu nè, hoặc là lavabo ha. Đó, từ cái vòi nước của mình ở trong âm tường đó mình cấp vô. Đó, cái này là 40 cm ha, là 30.000 một sợi nha, 30.000 một sợi. Dây cấp nước, dây cấp nước ha, inox 40 cm, 30.000 một sợi ha. Rồi tiếp theo là cái vòi này là vòi chữ T ha, là nó chia ra là hai bên đó, nó có cái khóa nó nằm ở trên này ha. Đó, cái này là cái này bắt vô tường ha, cái này là cái miếng che vô cái tường để cho nó đẹp thôi. Đó, nó che vô tường này nè. Cái này là nó có một lớp nhựa màu trắng ha, mình xé ra là nó là như vậy nha. Đó, cái này là inox 304 ha. Đây là mình bắt vô tường, một bên là mình bắt về cái vòi xịt toilet. Đó là cái này ha. Đó, bắt vô một bên là bắt vô đây. Đó, còn một bên là mình bắt vô cái dây cấp nước. Đó, cái một bên là dây cấp nước ha. Đó, vô bồn cầu nè. Đó, một bên là vô bồn cầu nè, một bên là vô cái vòi xịt nè. Đó, khi mà mình sửa chữa đó là nó rất là tiện. Mình sửa chữa bên này thì mình khóa bên này, mình sửa chữa bên này thì mình khóa bên này ha, là nước không có chảy. Đó, mình dễ sửa ha. Rồi, cái này là 55.000, inox 304 nha. Đó, rất là đẹp. Những mặt hàng này rất là nhiều người bán ha. À, chủ yếu là coi như là người ta bán làm sao thôi, à, mình không có biết. Đó, mình bán của mình đó, mình bảo đảm là hàng chất lượng. Đó, inox rất là dày luôn. Cái này là kêu bằng cái van chữ T nha, 55.000. Rồi tiếp theo là một cái vòi nước. Đó, cũng là inox 304 luôn. Cái này thì 50.000 ha, 50.000. Đó, mặt hàng này mới về. Đó, mình lấy giá làm sao mình chỉ lời coi như chút đỉnh thôi. Đó, cái giá kỳ này là hơi nhịn chút ha, là coi như là mình lấy được rẻ thì mình bán rẻ ha. Rồi, vòi nước 50.000. Tiếp theo là một cái vòi hai đầu. Vòi hai đầu ha, nó ra hai ngã. Đó, cái ngã này là cái van này ha. Đó, cái van này để mình giống như mình câu cái dây đi giữa xe hoặc là cái gì ở ngoài sân đó. Vòi này là vòi xả nè. Đó, hoặc là mình gắn ở trong phòng tắm nè, vòi sen nè, vòi xả nè cũng được. Đó, rồi vòi hai đầu SUS 304, cái này là 60.000 ha, 60.000 một cái. Tiếp theo là một cái vòi gắn vô cái vòi chậu rửa nước. À,
cái vòi lavabo hoặc là cái vòi rửa chén ha. Cái này nó xoay 360 độ nè. Đó. Cái đầu này là gắn vô cái vòi rửa chén nha. Đây. Đó. Cái này là nó có thêm một cái cục nhựa cho mình. Đó, nếu mà cái ở nhà mình xài á, cái gen gen nhỏ thì mình thêm cục này vô. Còn gen lớn giống như cái này mình khỏi thêm, vẫn trực tiếp vô luôn. Đó. Cái này mình vẫn vô. Đó, ví dụ là cái này là cái cây giữa giữa chén ha. Đó mình vặn vô. Đó, cái này là nó chuyển được, đẻ lên đẻ xuống được ha. Và nó xoay được nha. Đó nó xoay được. Xoay được. Đó. Còn cái này cũng xoay được ha. Đó. Rất là tiện lợi. Cái này là 35 ngàn một cái nha. Cái này là bằng nhựa nha các bạn. Nó không phải bằng inox. Đó, cái này là nó chỉ xi một lớp. Đó, 35 ngàn. Đó, có sao mình nói vậy nha. Đó, chứ mình không có nói nhựa mà mình nói inox là không có được. Đó, cái này là bằng nhựa, nó xi. Rồi, 35 ngàn một cái. Nó để rất là gọn ha. Đó, mà nó là vậy. 35 ngàn. Gắn vô vòi rửa chén hoặc là vòi lavabo gì cũng được ha. Rồi tiếp theo là một cái dây cắm nước dài 1,5 m ha. Dây này dài 1,5 m, giòn đồ đầy đủ hết ha, giòn đồ đầy đủ hết đó, nó có luôn cái đầu cho mình vặn luôn đó, có đôi cái đầu cho mình vặn, nếu mà vặn đầu này thì mình tuốt qua đầu này đó. Dây này 1,5 m, dây này 1,5 m ha, 45 ngàn. Dây 1,5 m 45 ngàn. Rồi tiếp theo là một dây 2 m. Cũng là inox nha. Bọc vỏ ngoài là inox hết. Đó. Có giòn có đồ đầy đủ hết ha. Các bạn chỉ việc về gắn vô là xài. Đó, dây 2 m là 55 ngàn. 55 ngàn ha, dây 2 m. Đây nó có một loại dây 2 m 50 ngàn, dây nhựa dẻo đó, dây mình ở nhà mình đang xài một sợi rất là ok luôn, giòn viết là đầy đủ ha. Các bạn chỉ cần gắn vô thôi đó. Cái này là 2 m 50 ngàn ha, ba loại nha các bạn, ba loại. Rồi tiếp theo là một cái vòi xịt, vòi xịt vệ sinh, dây của nó dài là 1,5 m ha. Đó, cái này là nó có luôn cái gác ha. Đó, cái gác đây. Cái này là mình là nó có một cái móc treo. Đó, một cái móc treo ha, móc treo đây. Một bộ của nó là một cái dây xịt, một cái vòi xịt và một cái giá đỡ là 100 ngàn ha, 100 ngàn. Đó, kỳ đợt này mình lấy cái hàng rẻ thì mình bán rẻ ha. Rồi, cái này là 100 ngàn, một, một cái ha. Nó có luôn là hai con ốc và hai cái tắc kê cho mình bắt ha, bắt vô đây. Đó, một bộ là 100 ngàn nha. Tiếp theo đây cũng là một cái vòi xịt đó, cũng là một bộ đó, của nó cũng là dây 1,5 m 100 ngàn. Cái này là nó không, nó là dán ha,
mình khỏi cần khoan tường đục tường, mình chỉ việc xé ra dán vô là ok. Cái đầu này bẻ được ha, đầu này bẻ lên bẻ xuống được đó, bẻ lên bẻ xuống được ha, rất là tiện luôn đó. Đó, bẻ lên bẻ xuống được. Rồi bộ này cũng là 100.000 đó. Nó có hai kiểu, cái kiểu kia thì nó có bắt ốc, còn cái này chỉ cần mình đem về mình dán vô là xong đó. Bắt vô cái vòi vòi nước đầu này, gen của nó là gen thông dụng 21 ha. Rồi 100.000 một bộ. Rồi tiếp theo là một cái bát sen cộng dây sen 2 mét, 150.000, inox 304 nha, inox 304 đó. Một cái bát sen và một sợi dây dài 2 mét là 150.000 ha. Và tiếp theo là một cái vòi rửa chén. Vòi rửa chén ha. Bẻ qua bẻ lại. Cái này vòi rửa chén lạnh nha. Đó. Cái này là 65.000 một cây. 65.000. Đó, ốc vít đầy đủ ha. Ốc vít giòn đầy đủ. Một bộ như vậy là 65.000 nha các bạn. 65.000. Đó, 65.000 một bộ vòi rửa chén lạnh. Rồi tiếp theo đây cũng là một cái vòi rửa chén lạnh. Đó, cái này là nó là cái cục đây là bằng thau ha, thau đồng ha. Đó, vòi đó rất là đẹp luôn. Cái này mình ở nhà con gái mình cũng đang xài một cái ha. Đó, cũng là lạnh nha. Đó, cái này nó có bi ở đây luôn nha. Đó, xoay nè, 360 độ nè. Đó, nó có bi nó kêu luôn nè. Đó, cái này là 200.000 ha. 200.000. Tiền nào của nấy nha các bạn ơi. Rồi, 200.000. Tiếp đến nữa là một cái vòi rửa chén. Cái này là rửa chén nóng lạnh nha các bạn. Vòi rửa chén nóng lạnh. Nó kèm theo hai cái dây. Hai cái dây nóng lạnh cho mình ha. Đó, bắt vô hai cái lỗ đây. Đấy. Và nó có luôn cái đầu gen cho mình bắt vô cái bát rửa cái bồn rửa chén ha. Đó, bắt vô đây. Đó. Giòn đồ đầy đủ ở trong này hết ha. Đó, bắt vô. Rồi sau đó mình mới lòn hai cái dây này bắt dặn vô. Rồi nguyên bộ của nó 250.000. 250.000 một bộ ha. Đó, nó gồm có như vậy. Là 250.000. Cái này nó cũng là xoay 360 độ ha. Có bi luôn ha. Đó, rất là tiện. Một bên là nóng và một bên là lạnh. Đó, bẻ ra là mở nước ha. Bên này lạnh, bên này nóng ha. Đó, đẩy vô là đóng lại. Rồi 250.000 một bộ ha. Vòi chén nóng lạnh. Tiếp nữa là một cây vòi giữa chén cũng được mà bắt vô vòi lavabo cũng được. Đó, cái này là nó xoay 360 độ. Đó, thôi rất là hay luôn. Inox 304 nha các bạn. Đó, bẻ lên bẻ xuống ha. Cái này cái đầu của nó xoay được mà. Đó, xoay cao xoay thấp thì cũng được ha.
Đó, cái của người ta bán cũng có như vậy mà có loại bằng nhựa ha. Cái này toàn bộ là inox đó. Cái này là Yamashi Su 304 đó. Còn cái con ốc này hình như là mình thấy là giống như là bằng bằng nhôm là phải nha. Đó, ngoại trừ cái con tán này là nhôm đó, cũng nặng nha các bạn, không phải nhẹ đâu, không biết phải nhôm à, không phải nha, cái này inox luôn là 304 luôn, không phải nhôm nha các bạn. Mình coi tưởng đâu nhôm, không phải, nó nhôm làm sao mà nặng vậy đó. Gom đồ đầy đủ nha các bạn. Rồi một bộ như vậy là 250 ngàn. Rồi, một bộ vòi rửa chén lạnh xoay 360 độ. Đó, muốn bẻ sao cũng được ha. 250 ngàn. Quá rẻ luôn. Đó, của nó có hộp đồ đựng đàng hoàng ha các bạn. Đó. Của nó là nằm trong hộp, nằm trong bịch đàng hoàng đó. Rất là kỹ ha. Đấy. Rồi, một bộ vòi rửa chén lavabo 250 ngàn. Quá rẻ luôn. Rồi, tiếp theo là một cái vòi lavabo nóng lạnh. Cái này là inox nó sơn tĩnh điện màu đen ha, 300 ngàn. Đó, kèm theo hai sợi dây nóng lạnh cho mình gắn vô đây. Ở đây. Trước khi mình gắn là mình dặn cái này ra. Đó, mình gắn vô đó, nó có hai cái lỗ để mình gắn dây ha. Gioăng viết là đầy đủ vào đây luôn. Cái này là inox nó sơn tĩnh điện màu đen đó cho nó đẹp. Rồi, một bộ của nó là 300 ngàn ha, vòi lavabo nóng lạnh rửa mặt. Rồi cuối cùng là một cái cụm sen nóng lạnh ha. Đó, 450 ngàn. Cái này là đặc biệt nha các bạn, coi trên clip người ta đăng rất là nhiều, không có cái nào giống cái này nha. Đó, tôi cũng đã coi nhiều rồi, thường thường là của người ta là rút lên ha, mình đang xài ở nhà là cái rút lên, nhưng mà nó không có bằng cái này. Rút lên có khi nó hay tuột, còn cái này là nó không có tuột ha. Đó, bởi vậy cái này là đặc biệt. Đó, một bên này là bên xả nha, một bên xả đó, một bên xả, và một bên này là bên bên này xả nè, bên này là vòi vòi tắm nè, bên này là vòi, bên này xả ha, cái này vòi tắm đó, cái này là bắt cái vòi sen vô đó. Còn hai cái bát này là để mà che tường thôi, hai bát này che tường. Cái này là nặng tới ký mấy lần nha. Đó, inox hết, rất là dày luôn đó. Hai con ốc này là bắt vô tường ha.
Cái này có độ chỉnh cho mình, giống như cái lọt không vừa mình có thể mình chỉnh. Đó, nó làm xéo xéo này các bạn thấy không? Đó, nó xéo ha, để mình chỉnh. Đó, rất là hay. Đó. Tôi cho nấu dọc nó. Bỏ cái giòn vô. Rồi. Cụm sen nóng lạnh 450.000. Còn hai bộ duy nhất nha các bạn. Rồi hôm nay clip của mình tới đây là cũng là hết rồi. Chúc tất cả các bạn và các anh chị em, chú bác là một ngày cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình ha. Rồi xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại lần sau ha.